Vô xin chào mọi người, mình đang có mặt tại Củ Chi. Ở đây là nhà chị Sao, khách hàng thân thiết. Con gái chị dễ thương thì đang quay phim giúp mình. Đấy. Ngày nay thì mình đang giao cái loa ProSync 15 Super. Đấy thì mình sẽ khui ra mình test cho chị luôn, cũng như mọi người xem được thực tế ở đây nha. Không gian này đang yên tĩnh. Ok. Đấy, nguyên phòng của nó thì như để như vậy. Bốn bên là mút ha. Đây là một cái bộ micro. Gọn gàng, đây là loa 4 tấc nha, mặt lưới trước xung quanh. Đấy, cho chị kiểm tra luôn. Kiểm tra màn hình trước. Ok. Rồi. Đầu tiên mình bật loa lên nha. Đây là chế độ pin. Đó. Qua đây là chế độ điện trực tiếp. Nhấn đây cái. Rồi, trước khi đi thì mình cũng test hàng sẵn rồi. Và lên đây test lại. Bật Bluetooth lên nè, xong mình tìm. Tìm thế nào nó ra chữ ProSync. ProSync đây. Đây cái nối này. Cái này này, cái tắt. Đấy, rồi. Chị nghe nhạc gì chị? Gì em thấy tép mà nó có cái tắt nữa. Rồi. Dạ. Yeah. Nhạc thử vài thể loại vậy ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo. Người tình không đẹp. Alo, alo. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời và giờ lại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu cả từ và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng.
Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió se lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rén bước. Nhớ người thật nhiều đang gọi thầm tên thôi. Một, hai, ba, vô. Em quay nãy giờ luôn rồi đó.